không quân Nga gián đòn uy lực, Ukraine chịu tổn thất nặng nề. Trực thăng lợi hại của Nga khiến Kiev nhọc nhằn phản công ở miền Nam. Mặt khác, có phải Nga đứng trước nguy cơ thiếu chiến tăng giữa lúc đối phương phản công? Trong khi đó, nước lũ rút dần tạo cơ hội mới cho Kiev. Phòng tuyến nào của Nga có thể gặp nguy hiểm? Tổng thống Biden tạt nước lạnh vào hy vọng sớm bước vào NATO của Ukraine các tin tức khác, Ngoại trưởng Mỹ điện đàm với hai người đồng cấp Nhật, Hàn trước khi thăm Trung Quốc. Hai bên ở Sudan giao tranh ngày càng thảm khốc. Hồng hạt không trở về trên những đầm phá khô cằn của Tây Ban Nha. Điện thoại của gió giữa khu rừng ở Washington. Xin chào quý vị, mời quý vị cùng đến với chương trình tin nóng. Thưa quý vị, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga mới đây cho biết các đơn vị không quân Nga đã tiến hành 8 cuộc tấn công bằng tên lửa và bom vào quân đội của Ukraine ở hướng thành phố Kupiansk thuộc Donetsk. Theo giới quan sát, thì Nga đang chiếm ưu thế trên không và các máy bay chiến đấu chính là ác mộng của Ukraine trong cuộc phản công hiện nay. Hãng tin Sputnik News dẫn lời phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov cho biết, các trực thăng tấn công K-52, Mi-28 và cường kích Su-25 đã tiến hành 8 cuộc tấn công bằng tên lửa và bom vào nơi tập trung nhân lực, vũ khí và thiết bị quân sự của Lữ đoàn Cơ giới riêng biệt số 14 và Lữ đoàn Phòng vệ lãnh thổ số 103 của Ukraine. Ngoài ra, ở hướng Kupyansk, các lực lượng của Nga cũng đã tấn công vào nơi tập trung nhân lực, vũ khí và thiết bị đặc biệt của lữ đoàn cơ giới hóa số 14 của Ukraine sử dụng hệ thống pháo phóng loạt Tornado-S. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cũng nói với Sputnik News rằng các lực lượng của Nga đã xác định vị trí và tiêu diệt một nhóm trinh sát và phá hoại của Ukraine, đồng thời ngăn chặn ba nỗ lực luân chuyển quân của địch. Kiev không bình luận về các thông tin trên. Tình báo Anh mới đây cho rằng việc Nga sử dụng hiệu quả trực thăng tấn công đã giúp cho họ có thể giành lợi thế thượng phong ở miền Nam, khiến phía Kiev rất khó để có thể tiến lên mà không chịu tổn thất lớn khi phản công. Theo cập nhật mới nhất của tình báo Bộ Quốc phòng Anh trên Twitter, quân đội Nga đã tăng cường sử dụng trực thăng tấn công cho phép Moscow giành được lợi thế tạm thời ở miền Nam của Ukraine, đặc biệt là với các trực thăng tấn công sử dụng tên lửa tầm xa hơn nhằm vào các mục tiêu mặt đất London phân tích ảnh vệ tinh, đánh giá có hơn 20 trực thăng bổ sung của Nga được triển khai tới sân bay Perdians, cách tiền phương khoảng 100 km. Trong số các loại trực thăng tấn công của không quân Nga, K-52, thường gọi là cá 6 có lẽ được sử dụng rộng rãi nhất. Nga được cho là có 133 trực thăng loại này vào năm 2022. Theo trang tin Insider, một báo cáo của Viện Nghiên cứu AUSI ở London vào năm ngoái cho biết trực thăng K-52 được Nga sử dụng nhiều hơn các chiến cơ khác, triển khai cả ban ngày và đặc biệt vào ban đêm trên tất cả các mặt trận ở quê năm K-52 là một trong những trực thăng quân sự hiện đại nhất của Nga, được đưa vào sử dụng năm 2011 và có một số biến thể. Nó có trần bay 5.500m, tốc độ tối đa 300km trên một giờ. Nó còn có ghế phóng cho phi công, một tính năng hiếm thấy đối với máy bay trực thăng. K-52 có thể được trang bị 1.800kg tên lửa, rocket, và pháo tự động 30 ly. Một số biến thể cũng có camera hồng ngoại hướng về phía trước, gắn trên mỗi trực thăng để nhắm mục tiêu. Tuy nhiên, vỏ giáp khá mỏng của K-52 đồng nghĩa với việc nó dễ bị tấn công bởi tên lửa vác vai, chẳng hạn như tên lửa Singer do Mỹ sản xuất, theo Insider. Tháng 10 năm ngoái, thì tình báo Bộ Quốc phòng Anh cho biết ít nhất 23 chiếc K-52 đã bị bắn rơi. Nga không xác nhận con số này. cũng ở miền nam thì lực lượng vũ trang nga khẳng định đã ngăn chặn hai nỗ lực tấn công của ukraine. tass đưa tin ông oleg Chekhov, phát ngôn viên của nhóm chiến đấu miền đông của nga cho biết lực lượng của họ đã chặn đánh đòn phản kích của ukraine gần các khu vực Levasnoye và Piatykhaki thuộc tỉnh Zaporizhia. theo người phát ngôn viên ukraine huy động đại đội tấn công có xe tăng yểm trợ. sau trận đánh này lừa nga nói đã tiêu diệt hai xe tăng, hai xe bọc thép và 70% nhóm tấn công của địch ở hướng Levasnoye. Ở hướng thứ hai, 10 xe tăng, một số xe bọc thép và các binh sĩ của Ukraine cũng đã bị triệt hạ. Tỉnh Zaporizhia được cho là một trọng tâm phản công của Ukraine. Những ngày gần đây, Kiev báo cáo những bước tiến nhỏ ở khu vực này. Thưa quý vị, theo tờ The Guardian, thì Bộ trưởng Quốc phòng Nga thừa nhận các lực lượng của nước này đang thiếu xe tăng để đối phó với những đợt tấn công lớn của Ukraine ở miền Nam và miền Đông. Với khi ép thì sử dụng nhiều khí tài uy lực từ phương Tây, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine khẳng định quân đội nước này tiến lên chậm mà chắc. Đại tướng Sergei Shoigu trong chuyến thăm một nhà máy quân sự ở vùng Siberia, miền Tây của Liên bang Nga, nói rằng việc sản xuất xe bọc thép cần phải đẩy nhanh hơn khi Kiev cố gắng gây tổn thất tối đa cho Moscow trong cuộc phản công được chuẩn bị suốt nhiều tháng qua. Bộ trưởng Shoigu cho rằng việc tăng cường sản xuất xe tăng là cần thiết để đáp ứng nhu cầu của các lực lượng Nga đang thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt. Đầu tuần này, Tổng thống Nga Putin cũng thừa nhận dù các lực lượng của Moscow nhìn chung chiến đấu hiệu quả, nhưng quân đội đang vẫn thiếu đạn dược chính xác cao, thiết bị liên lạc, máy bay, UAV và các khí tài khác. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Malia cho biết các lực lượng của Ukraine đang tiến lên đều đặn, đặc biệt là ở Zaporizhia. Bà nói, thực tế, ở tất cả các khu vực miền Nam mà các đơn vị của Ukraine đang tấn công, chúng tôi đã ghi nhận thành công về mặt chiến thuật. Họ đang dần tiến về phía trước. Hiện tại, tiến độ lên tới 2 km mỗi hướng. Thứ trưởng Malia nói với tờ Guardian trong một cuộc phỏng vấn hôm 16 tháng 6 rằng, trung tâm giao tranh ác liệt nhất đã chuyển sang hướng Mariupol, thành phố nằm bên bờ biển phía nam của Ukraine. Vì cho biết trong tuần trước, cuộc tấn công của Ukraine đã dần đẩy lùi các lực lượng của Nga. Hiện xe tăng chủ lực Challenger của Anh đã được lên đạn và trang bị vũ khí để sẵn sàng tham chiến. Tuy nhiên, thương vong về dân sự vẫn còn cao khi giao tranh ở tiền phương tràn vào các trung tâm đô thị của Ukraine, tờ Guardian viết. Đầu tuần này, các thành phố Odessa và Rih đã bị trúng tên lửa, Dường như các cuộc không kích nhắm vào các tuyến đường tiếp tế thực phẩm và thiết bị cho quận Ukraine. Phía Nga nói không tấn công mục tiêu dân sự. Gần 2 tuần sau vụ vỡ đập Nova Kakovka, cơ hội mới đang xuất hiện với Ukraine. Họ có thể chờ thời điểm nước rút để bất ngờ chọc sâu vào sườn phòng thủ của Nga ở tỉnh miền Nam Kherson. Các nhà phân tích quân sự của trang tin Mỹ The Price nhận định. Theo The Tukrai, hôm 17 tháng 6, một thông tin chưa được xác nhận cho rằng lực lượng đặc nhiệm Ukraine đã vượt qua sông Dnipro ở thượng nguồn, phía trên con đập Nova Kharkovka bị phá hủy. Lính đặc nhiệm được cho là đang cố gắng thiết lập một đầu cầu cách xa tiền tuyến hiện tại ở tỉnh Zaporizhia, tạo nên mối đe dọa trực tiếp hơn đối với các tuyến phòng thủ của Nga ở tỉnh Kherson và bán đảo Trump. Các blogger quân sự Nga cho rằng nhiều trận đánh và pháo kích đã diễn ra trong khu vực gần con đập, phía Moscow và Kiev không chính thức lên tiếng về việc này. Tuy vậy, chắc chắn hai bên đã lưu ý về tình trạng nước rút dần, tạo điều kiện cho thay đổi thế trận. Đầu tuần này, kênh Telegram có liên kết với quân đội Nga tên Riba đã bắt đầu cảnh báo Moscow về một nỗ lực của Ukraine để vượt sông Dnipro ở thượng nguồn. Trong khi nước dâng cao làm ngập các vùng đất ở Hạ Lưu, thì hồ chứa phía trên con đập lại giảm mực nước thấp hơn nhiều, làm cạn kiệt những gì từng là một rào cản tự nhiên khổng lồ. Các đơn vị của Ukraine tiếp tục chuẩn bị pháo binh dọc theo tảng ngạn sông Dnipro. Tài khoản Reba hôm 15 tháng 6 viết, khoảng 30 quả đạn đã bắn vào Nova Kakovka, cùng ba làng và thị trấn lân cận. Các nhóm phá hoại và do thám của Ukraine chỉ là nỗ lực nhằm giữ chân quân Nga. Khả năng xảy ra hoạt động tấn công ở hạ lưu từ nhà máy thủy điện Kakovka là rất nhỏ. Vì sau lũ lụt, quân đội Kiev cần đợi cho đến khi mặt đất ổn định. Trong thời gian này, lực lượng vũ trang của Nga sẽ có thời gian để khôi phục củng cố các vị trí, blogger Nga nhận định. Tuy nhiên, blogger Riba nói rằng kịch bản tấn công đổ bộ ở thượng nguồn dòng sông có nhiều khả năng xảy ra. Trang The Pride viết, nếu các lực lượng của Ukraine trên thực tế đang cố gắng vượt qua khu vực Nova Kokopka, Nga sẽ phải đối mặt với mối đe dọa lớn nhất trong nhiều tháng đối với các vị trí phòng thủ ở tỉnh Kherson. Hơn nữa, các lực lượng của Nga ở Zaporizhia sẽ càng thêm mệt mỏi nếu phải cùng lúc chống lại hai mũi tiến công của Ukraine ở miền Nam. Thưa quý vị, TASS đưa tin, Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Nam Phi Ramaphosa khẳng định sẽ tiếp tục thảo luận về khung hòa Ukraine khi hai bên tổ chức đối thoại thương đỉnh Nga-Châu Phi. Phái đoàn hòa bình Châu Phi đã thảo luận một số vấn đề liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine với Tổng thống Nga Vladimir Putin và bày tỏ nhất trí tiếp tục bàn bạc trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh Nga Châu Phi sắp tới. Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa cho biết như vậy trong một cuộc gặp song phương với Tổng thống Putin hôm 17 tháng 6 ở thành phố Saint Petersburg. Ông Ramaphosa lưu ý cuộc gặp giữa phái đoàn Châu Phi và nhà lãnh đạo Nga đã giúp làm rõ hơn tình hình hiện tại ở Ukraine. Ông Ramaphosa nói thêm. Chúng tôi chân thành cảm ơn Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiếp phái đoàn của chúng tôi và giải thích các diễn biến trong cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Tổng thống Nam Phi khẳng định phái đoàn 6 nhà lãnh đạo châu Phi đánh giá cao các cuộc thảo luận gần đây. Trước cuộc gặp song phương với Tổng thống Nam Phi, ông chủ của Điện Kremlin cùng ngày 17 tháng 6 đã phản đối phần lợi ý kiến của phái đoàn châu Phi đang tìm cách làm trung gian hòa giải trong cuộc xung đột ở Ukraine. Tổng thống Putin lần đầu chào đón các nhà lãnh đạo từ Senegal, Ai Cập, Zambia, Uganda, Cộng hòa Congo, Comoros và Nam Phi tới công điện có từ thế kỷ thứ 18 ở Cố Đô Nga và nhấn mạnh cam kết của Moscow đối với lục địa đen. Ông nhắc lại quan điểm rằng Ukraine và phương Tây đã bắt đầu cuộc xung đột từ lâu trước khi Nga đưa lực lượng vũ trang của mình qua biên giới vào tháng 2 năm ngoái. Ông cho rằng phương Tây chứ không phải Nga phải chịu trách nhiệm về việc giá lương thực toàn cầu tăng mạnh vào đầu năm ngoái ông nói việc xuất khẩu ngũ cốc của ukraine từ các càng biển đen mà nga cho phép trong năm qua không giúp ích gì cho việc giảm bớt khó khăn của châu phi vì phần lớn chúng đã được chuyển đến các nước giàu có nga chưa bao giờ từ chối đàm phán với ukraine nhưng kiev cự tuyệt kế hoạch của châu phi bao gồm cả lời kêu gọi trẻ em ukraine đang ở nga được trả về chỗ cũ nhưng ông Putin cho biết Nga không ngăn cản bất kỳ trẻ em Ukraine nào trở về nhà. Ông nói, chúng tôi đã đưa các em ra khỏi khu vực xung đột để cứu mạng các em. Các nhà lãnh đạo châu Phi đang mong muốn xây dựng lòng tin giữa hai bên, ngay cả khi Ukraine bắt đầu phản công vào tuần trước. Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đưa ra 10 điểm của sáng kiến châu Phi Ông nói với Tổng thống Putin rằng, chúng tôi đến đây để lắng nghe các vị và chúng tôi khuyến khích đàm phán với Ukraine để chấm dứt hoàn cảnh nghiệt ngã này. Chúng tôi tự giao cho mình sứ mệnh này bởi vì, thật không may, là người châu Phi, chúng tôi phải giải quyết nhiều xung đột thông qua đối thoại và đàm phán. Chúng tôi đã đạt được không ít thành công. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói sau cuộc gặp với các lãnh đạo châu Phi ở Kiev rằng đàm phán hòa bình với Nga chỉ có thể thực hiện sau khi Moscow rút quân ông Putin cho biết Nga sẵn sàng đối thoại mang tính xây dựng với bất kỳ ai muốn thiết lập hòa bình trên nguyên tắc công bằng và thừa nhận lợi ích hợp pháp của các bên. Tuy nhiên, Nga đã nhiều lần nói rằng bất kỳ giải pháp nào cũng phải tính đến thực tế mới, nghĩa là việc nước này tuyên bố sát nhập bốn tỉnh đông nam của Ukraine cùng với bán đảo Trum. Tại diễn đàn kinh tế quốc tế San Petersburg hôm 16 tháng 6, tổng thống Nga Putin đã trích dẫn các dữ liệu tích cực để ca ngợi sự bền bỉ của nền kinh tế Nga. Ông cũng nhấn mạnh tăng chỉ tiêu quốc phòng là cần thiết để đảm bảo an ninh quốc gia, theo Reuters. Tổng thống Putin đưa ra đánh giá tích cực về triển vọng kinh tế của Nga, dự báo tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP đạt 2% trong năm nay, trong khi tỷ lệ thất nghiệp thấp kỷ lục và lạm phát thấp so với tốc độ tăng hai chữ số hồi năm ngoái. Tuy nhiên, theo Reuters, GDP năm nay của Nga được dự báo vẫn thấp hơn so với cuối năm 2021, sau cú giảm 2,1% vào năm ngoái. Quỹ tiền tệ quốc tế dự báo mức tăng trưởng kinh tế của Nga năm 2023 là 0,7%, đồng thời cho rằng sự cô lập toàn cầu và doanh thu năng lượng thấp hơn sẽ làm giảm triển vọng của Moscow trong những năm tới. Với hàng trăm nghìn nam giới trong độ tuổi lao động nhập ngũ vào năm ngoái và hàng trăm nghìn người khác rời khỏi đất nước, tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp kỷ lục 3,3%. Reuters cho biết, Ngân hàng Trung ương Nga đã nhiều lần cảnh báo tình trạng thiếu lao động đang làm trầm trọng thêm rủi ro lạm phát và các nhà phân tích đã coi đây là một trong những lực cản đáng kể nhất đối với tiến bộ kinh tế của Nga. Dù vậy, nền kinh tế của Nga đã chứng minh sức bật tốt hơn nhiều kỳ vọng Tổng thống Putin hôm 16 tháng 6 cho biết các doanh nghiệp Nga đã giới thiệu nhiều sản phẩm hiệu quả, sáng tạo và được thị trường đón nhận. Ông Putin cho rằng nhiều hàng hóa hoàn toàn do Nga sản xuất suốt thời gian dài được bán dưới nhãn hiệu phương Tây, về cơ bản hàng hóa Nga nhưng gắn logo của nước ngoài. Và khi những người sở hữu thương hiệu rời khỏi Nga, việc sản xuất vẫn không dừng lại, chỉ có logo thay đổi mà thôi ông putin nói lãnh đạo nga khẳng định dù sao tôi sẽ nói rằng nếu các nhà sản xuất nước ngoài muốn quay lại nga một lần nữa vậy thì hãy đến với thị trường của chúng tôi chúng tôi đã nghe những cuộc thảo luận như vậy thường xuyên hơn và nga không đóng cánh cửa với bất kỳ ai không có bất kỳ ai sợ cạnh tranh cả mọi người biết đấy cạnh tranh là động lực thúc đẩy giao thương và phát triển thực tế thì chúng tôi sẽ tạo điều kiện cần thiết cho các nhà sản xuất làm việc tại nga ông putin khẳng định Tạp chí Mỹ Newsweek cho hay, mới đây thì Tổng thống Mỹ Joe Biden tạt nước lạnh vào hy vọng của Kiev về sớm gia nhập Liên minh quân sự NATO. Hôm 17 tháng 6, Tổng thống Biden đến thành phố Philadelphia để vận động tranh cử nhiệm kỳ 2 năm 2024. Ông đã đề cập đến khả năng để nhanh quá trình cho phép Ukraine gia nhập Liên minh NATO. Sau đó, một phóng viên đã hỏi ông chủ Nhà Trắng về việc miễn giảm cho Ukraine không cần đáp ứng kế hoạch hành động tư cách thành viên, viết tắc MAP, để gia nhập NATO. Theo quy định của MAP, các ứng cử viên phải thực hiện cải cách quân sự và dân chủ trước khi được cân nhắc tham gia NATO. Tuy nhiên, đây có thể là một quá trình dài đối với Kiev, trong khi chính phủ nước này coi việc gia nhập liên minh là một nhu cầu cấp thiết. Trả lời báo chí, ông Biden khẳng định sẽ không nới lỏng các quy định MAP đối với Ukraine, họ phải đáp ứng các tiêu chuẩn giống như các ứng viên khác vì vậy tôi sẽ không để cho quy trình dễ dàng hơn tổng thống biden nói thêm ukraine đã tiến hành mọi nỗ lực liên quan đến khả năng phối hợp quân sự một khía cạnh quan trọng để có tư cách thành viên nato tuy nhiên ông chủ nhà trắng nhận thấy ukraine cũng cần đáp ứng những tiêu chuẩn khác có những quan ngại về hệ thống của ukraine có được đảm bảo không có nguy cơ đổ vỡ hay không có đáp ứng tất cả tiêu chí như mọi nước thành viên nato hiện nay hay không Tôi nghĩ Ukraine sẽ làm được, nhưng không phải tự nhiên mà có. Ông Biden cho biết, tạp chí Newsweek dẫn lời ông Daniel fight cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Ba Lan, cho rằng phát biểu của tổng thống Biden không có nghĩa là Washington muốn kéo dài con đường để Ukraine bước vào NATO. Vì cựu đại sứ nhận xét, tôi nghĩ tuyên bố của tổng thống Biden không có vấn đề gì, rõ ràng Mỹ không nên tuyên bố điều ngược lại là mở ra con đường đặc biệt dễ dàng cho Ukraine. Ông nói thêm, cái tiêu chí mà NATO đặt ra trong những năm 1990 nên được áp dụng chặt chẽ các quốc gia tham gia liên minh phải đảm bảo nền dân chủ của nền kinh tế thị trường tự do và thực hiện chính sách đối ngoại có trách nhiệm. Ông cho biết quốc gia ứng viên nào thua cũng được yêu cầu phải duy trì hòa bình với các nước láng giềng, nhưng điều đó có lẽ sẽ không áp dụng cho Ukraine trong trường hợp này vì họ không phải là bên tấn công trong xung đột Đông Âu. Cựu đại sứ Fright bình luận. Đáng chú ý, khi đến thành phố Philadelphia hôm 17 tháng 6, Tổng thống Biden đã tập trung vận động tái tranh cử cho cuộc đua vào năm tới. Philadelphia là thành phố lớn nhất của bang Pennsylvania, một tiểu bang dao động sẽ tác động đáng kể tới kết quả bầu cử Mỹ năm 2024. Vừa qua, trong sự kiện meeting quan trọng đầu tiên, sau khi thông báo tái tranh cử, Tổng thống Biden đã củng cố một nền tảng cử tri ủng hộ ông, những người lao động da trắng. Liên đoàn AFL-CIO bao gồm 60 công đoàn đại diện cho hơn 12,5 triệu công nhân, đã thể hiện ủng hộ ông Biden và Phó tướng Kamala Harris. Theo Reuters, liên đoàn này đã tổ chức buổi meeting hôm 17 tháng 6. Việc Tổng thống đảng Dân Chủ thường xuyên xuất hiện tại sự kiện của các đoàn, bao gồm một hội nghị lao động ở Washington ngay sau khi tuyên bố chiến dịch tái tranh cử, cho thấy ông rất xem trọng la phiếu của người lao động trong cuộc đua sắp tới. Theo Reuters, ông Biden được ca ngợi là tổng thống ủng hộ công đoàn nhất trong lịch sử ông đã ủng hộ việc thương lượng tập thể tại các công ty, đảo ngược các quy tắc do người tiền nhiệm đảng Cộng hòa Donald Trump thực hiện, vốn làm suy yếu các biện pháp bảo vệ người lao động. Ông Biden cũng cố gắng đẩy lùi tình trạng suy giảm số lượng thành viên công đoàn kéo dài hàng thập kỷ và thúc đẩy cho phép công đoàn xây dựng cầu và cảng trên khắp đất nước dễ dàng hơn, Reuters cho hay. Chuyển sang các tin tức khác, Thưa quý vị, ông Antony Blinken vừa đến Bắc Kinh vào sáng ngày hôm nay, 18 tháng 6, đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của một ngoại trưởng Hoa Kỳ đến Trung Quốc sau 5 năm trong bối cảnh là mối quan hệ song phương lạnh nhạt. Theo hãng tin AFP, thì trước chuyến thăm, ngoại trưởng Blinken đã trao đổi với những người đồng cấp Nhật Bản và Hàn Quốc, hai đồng minh quan trọng hàng đầu của Washington ở châu Á. Trước chuyến thăm Trung Quốc, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã thảo luận riêng với những người đồng cấp Hàn Quốc và Nhật Bản, nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác ba bên bền vững. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết hôm 17 tháng 6, các cuộc đối thoại diễn ra trong bối cảnh đáng lo ngại là Triều Tiên đẩy mạnh phóng tên lửa trong hơn một năm qua, và Tokyo phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ các tàu hải cảnh Trung Quốc xung quanh nhóm đảo tranh chấp Senkaku hay Bắc Kinh gọi là điếu ngư. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Mueller cho biết, Ngoại trưởng Blinken đã trấn an Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin vì cam kết sạch đá của Hoa Kỳ đối với nền quốc phòng Hàn Quốc. Hai Ngoại trưởng Mỹ-Hàn Quốc lên án việc Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo bất hợp pháp và lưu ý rằng Trung Quốc cần sử dụng sức ảnh hưởng của họ để khuyến khích Bình Nhưỡng tham gia vào chính sách ngoại giao nghiêm túc và bền vững. Phó công viên Mueller nói thêm, ông Blinken cũng nhắc lại cam kết vững như bằng thạch về phòng thủ chung Mỹ-Nhật khi điện đàm với Ngoại trưởng Nhật Bản Hayashi Yoshimasa. Trước đó, ba nước Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc ngày 15 tháng 6 đã đưa ra một tuyên bố chung chỉ trích việc Triều Tiên phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Về phía Bình Nhưỡng, họ đã cảnh báo về phản ứng không thể tránh khỏi đối với chuyện Mỹ và Hàn Quốc tiếp tục các cuộc tập trận quân sự chung quy mô lớn. Theo AFP, các tuyên bố chung ba bên gần đây đã phản ánh sự tăng băng trong quan hệ Nhật Bản và Hàn Quốc. Mục tiêu chính sách đối ngoại lớn của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden trong bối cảnh căng thẳng trong khu vực gia tăng và Trung Quốc ngày càng mở rộng sức ảnh hưởng. Năm ngoái, Tokyo đã công bố kế hoạch đại tu quốc phòng cam kết tăng chi tiêu an ninh lên 2% GDP vào năm 2027 và đánh giá Trung Quốc là thách thức chiến lược lớn nhất từ trước đến nay đối với Nhật Bản. Chuyến thăm của ông Blinken đến Trung Quốc diễn ra hôm nay và ngày mai 19 tháng 6. Chuyến thăm từng bị dời lại khi Mỹ hủy bỏ lịch trình vào tháng 2 năm nay, thời điểm Washington tuyên bố khinh khí cầu Trung Quốc bay qua nhiều địa điểm nhạy cảm trên lãnh thổ Mỹ và quân đội Mỹ đã bắn hạ quả cầu. Với chuyến thăm lần này, ông Lincoln là quan chức cấp cao nhất trong chính phủ Mỹ, công du đến đất nước tỷ dân kể từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức vào tháng 1 năm 2021. Ông Lincoln dự kiến sẽ gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương, nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Vương Nghị và có thể gặp Chủ tịch Tập Cận Bình, theo Reuters. Quan chức Mỹ hy vọng có thể làm việc để thiết lập các kênh liên lạc cởi mở và bền vững với Trung Quốc nhằm bảo đảm sự cạnh tranh chiến lược giữa hai nước không leo thang thành xung đột. Theo Reuters, chuyến thăm của nhà ngoại giao hàng đầu Mỹ đến Trung Quốc đang được phần còn lại của thế giới theo dõi sát sao vì bất kỳ sự leo thang nào giữa hai siêu cường đều có thể gây ra hậu quả to lớn trên toàn thế giới đối với mọi thứ từ thị trường tài chính, thương mại, giao thông đến các chuỗi cung ứng toàn cầu. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 17 tháng 6 cho biết ông hy vọng sẽ có thể đối thoại trực tiếp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong vài tháng tới. Ông Biden đưa ra bình luận này với các phóng viên trước khi lên chuyên cơ Air Force One đến Philadelphia. Ả Rập Saudi và Iran hôm 17 tháng 6 tuyên bố sẽ tăng cường hợp tác về kinh tế, giao thông vận tải và an ninh khu vực. Tuyên bố chung đưa ra trong chuyến thăm đầu tiên của Ngoại trưởng Ả Rập Saudi, hoàng thân Faisal bin Fahad Al Saud tới Tehran kể từ khi nối lại quan hệ ngoại giao vào tháng 4 năm nay. Theo CCTV, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdullahian đã chào đón người đồng cấp tại Tehran, đánh dấu chuyến thăm chính thức đầu tiên của một quan chức cấp cao Ả Rập Saudi tới Iran trong 7 năm qua, khi hai nước các quan hệ ngoại giao phát biểu tại cuộc họp báo, nhà ngoại giao hàng đầu Ả Rập Saudi nhấn mạnh việc bình thường hóa quan hệ song phương có ý nghĩa rất quan trọng bởi cả hai nước đều có tiếng nói quan trọng trong khu vực. Ngoại trưởng Ả Rập Saudi cho biết thêm, quan hệ song phương với Iran dựa trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, tuân theo cam kết với hiến chương Liên Hợp Quốc. Về phần mình, Ngoại trưởng Iran cho biết, đất nước ông đã cung cấp các phương tiện cần thiết cho các hoạt động ngoại giao của Ả Rập Saudi tại thủ đô Tehran và thành phố Đông Bắc Mashhad. Ông nói, An ninh chung của khu vực có tầm quan trọng sống còn đối với tất cả mọi người. Theo CCTV, hai nước hiện đang nỗ lực tiếp tục các biện pháp tăng cường quan hệ ngoại giao. Iran trước đó đã mở lại đại sứ quán ở thủ đô Riyadh của Ả Rập Saudi cũng như khôi phục hoạt động tổng lãnh sự quán và văn phòng đại diện của tổ chức hợp tác hồi giáo ở thành phố Jeddah. Quân đội Sudan và đối thủ lực lượng hỗ trợ nhanh RSF đã đồng ý ngừng bắn 72 giờ trong thỏa thuận công bố ngày 17 tháng 6 do Hoa Kỳ và Ả Rập Saudi làm trung gian. Lệnh đình chiến có hiệu lực từ 6 giờ sáng nay, ngày 18 tháng 6 theo giờ địa phương. CCTV trích tuyên bố chung của hai bên xung đột ở Sudan cho biết, họ nhất trí không tìm kiếm lợi thế quân sự và tấn công lẫn nhau trong thời gian ngừng bắn. Các bên cũng đồng ý cho phép người dân di chuyển không bị cản trở và tạo điều kiện cho cung cấp hỗ trợ nhân đạo trên toàn quốc. Ả Rập Saudi và Hoa Kỳ lưu ý họ có thể hoãn các cuộc đàm phán ở thành phố Jeddah trong trường hợp hai phe tham chiến không tuân thủ lệnh ngừng bắn. Trước khi lệnh ngừng bắn mới có hiệu lực, giao tranh vẫn diễn ra ác liệt ở thủ đô Khartoum, các khu vực lân cận và vùng miền Tây Darfur. Theo CCTV, phạm vi giao tranh mở rộng sang các khu vực dân cư ở thủ đô Sudan trong tuần này. Quân đội đã tăng cường không kích nhắm vào lực lượng vũ trang đối lập, đồng thời cảnh báo dân thường tránh xa các khu vực do RSF kiểm soát. Ít nhất 17 dân thường đã thiệt mạng và 25 ngôi nhà bị phá hủy hôm 17 tháng 6 trong một cuộc không kích ở phía nam Khartum. Bộ Y tế Sudan cho biết một số khu dân cư phía tây Khartum và thành phố lân cận Omdurman cũng bị pháo kích và không kích liên tiếp vào thứ sáu và thứ bảy tuần này khiến 20 thường dân thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương theo các tổ chức nhân sự địa phương. Tình hình nhân đạo vẫn còn thảm khốc ở những khu vực chìm trong khói lửa giao tranh. Khu vực bất ổn Darfur cũng là một trong những mặt trận chính giữa hai phe tham chiến. Khắp Sudan đã chứng kiến cuộc đụng độ vũ trang thảm khốc kể từ ngày 15 tháng 4, khiến 958 người tử vong và 4.746 người khác bị thương theo cập nhật mới nhất của tổ chức liên đoàn bác sĩ Sudan. Tổ chức Y tế Thế giới ngày 16 tháng 6 đã báo cáo rằng cuộc khủng hoảng sức khỏe do xung đột gây ra hiện phơi bày ở quy mô chưa từng có. Gần 60% cơ sở y tế của đất nước không hoạt động các tài sản và vật tư y tế bị cướp hoặc phá hủy. Liên hợp quốc ước tính 25 triệu người, hơn một nửa dân số Sudan đang cần được bảo vệ và viện trợ nhân đạo khẩn cấp. Lực lượng bảo vệ bờ biển Ý vừa công bố video về hoạt động giải cứu người di cư cách bờ biển Rosella, Ionica của nước này khoảng 100 hải lý. Lực lượng bảo vệ bờ biển cho biết 96 người di cư đã được cứu khỏi một chiếc thuyền quá tải gặp nạn hôm 17 tháng 6. Điều kiện biển động khiến hoạt động cứu hộ trở nên phức tạp, nhưng với sự can thiệp hỗ trợ của tàu tuần tra Frontex của EU, cộng thêm một số tàu buông giúp che chắn cho thuyền khỏi sóng lớn, hoạt động cứu hộ đã diễn ra an toàn. Tất cả người di cư đều trong tình trạng tốt và đã lên bờ ở cả Rosella. Hoạt động giải cứu nói trên diễn ra trong bối cảnh hàng nghìn người di cư vẫn mạo hiểm vượt biển tới các nước Nam Âu, tìm kiếm cơ hội tị nạn ở các nước EU. Ngày 14 tháng 6 vừa qua, thảm kịch chìm tàu di cư đã gây sốc Hy Lạp và châu Âu nói chung. Do chở quá tải, chiếc thuyền đánh cá ột ẹp đã bị lật và chìm ở khu vực sâu nhất nhì địa trung hải, ngoài khơi phía nam Hy Lạp. Ít nhất 78 người thiệt mạng và 104 người được giải cứu. Hoạt động cứu nạn tiếp tục trong ngày 17 tháng 6, nhưng hy vọng đã tắt dần. Video của Reuters cho thấy đám mây hình phễu hình thành ở miền Tây bang Oklahoma, Mỹ hôm 17 tháng 6. Tiểu bang đã ban hành nhiều cảnh báo lốc xoáy. Đám mây xuất hiện ở thị trấn Beaver, chỉ cách 70 km so với thị trấn Perryton, bang Texas, nơi bị lốc xoáy càng quét cách đây 3 ngày, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và hàng chục ngôi nhà bị tàn phá. Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ đã khuyến nghị người dân đề phòng lốc xoáy ở miền Tây Oklahoma và miền Bắc Texas. Hãng tin AFP của Pháp cho hay, một vùng rộng lớn miền Tây nước này bất ngờ rung chuyển do một trận động đất mạnh hiếm gặp vào hôm 17 tháng 6. Cơ quan phụ trách sinh thái Pháp cho biết đây là một trong những trận động đất mạnh nhất được ghi nhận ở nội địa nước này. Dữ liệu của AFP cho thấy trận động đất mạnh gần 6 độ Richter tương tự ở Pháp xảy ra vào đầu những năm 2000. Mạng lưới giám sát địa chấn quốc gia ghi nhận động đất vừa qua mạnh 5,3 độ richter, trong khi cục địa chấn trung ương Pháp đánh giá động đất mạnh 5,8 độ richter, ít nhất một người bị thương và một đường dây điện bị đứt khiến cho 1.100 ngôi nhà chìm trong bóng tối ở miền tây nước Pháp, theo AFP. Các trận động đất mạnh hơn 5 độ richter rất hiếm xảy ra ở Pháp, trường hợp gần đây nhất được ghi nhận ở khu vực phía đông nam của tỉnh Brome năm 2019. Hàng nghìn cặp hồng hạc đã bay đến vùng đất ngập nước nổi tiếng xinh đẹp ở miền nam của Tây Ban Nha để ấp nở chim non vào năm ngoái. Thế nhưng thì năm nay, trên vùng đất Fuente de khô cằn, đa số hồng hạc không trở về dù loài thủy cầm này vốn gắn liền với cảnh sắc địa phương nơi đây. Hôm 17 tháng 6, chỉ còn vài chục con hồng hạc xuất hiện sau đợt hạn hán kéo dài ở Tây Ban Nha, khiến đầm phán nước mặn khô cạn, theo Reuters, lượng mưa của khu bảo tồn thiên nhiên Fuente de Piedra hiện ở mức thấp nhất kể từ năm 1995. Văn phòng nông nghiệp, chăn nuôi và thủy sản của địa phương từng ghi nhận. Kể từ năm 1984, có khoảng hơn 200.000 chim hồng hạc con được ấp nở tại đầm phá. Con số sẽ giảm mạnh trong mùa chim di trú năm nay. Mùa xuân năm 2023 là nóng nhất và khô hạn thứ nhì ở Tây Ban Nha kể từ khi bắt đầu thống kê số liệu vào năm 1961. Dự báo nhiệt độ cao hơn mức trung bình sẽ diễn ra suốt mùa hè. Một cư dân địa phương 53 tuổi nói với Reuters rằng: "Thật đáng tiếc khi du khách đến đây vào năm ngoái, họ đã nhìn thấy khu vực đầm phá đầy hồng hạc và nhiều loài chim khác. Có vẻ như biến đổi khí hậu đã gây ra cảnh này." Tê giác trắng đã được đưa trở lại công viên quốc gia Garamba ở Cộng hòa dân chủ Congo vào giữa tháng 6 này gần 16 năm sau khi con cuối cùng trong khu vực bị săn trộm. Theo Reuters, 16 con tê giác đến từ khu vực bảo tồn tư nhân Finda của Nam Phi đã được máy bay chuyển đến Congo. Các nhà bảo tồn cho biết, nỗ lực tái thả loài tê giác trắng phương Nam hy vọng sẽ giúp khôi phục sự cân bằng sinh thái tại một trong những công viên quốc gia lâu đời nhất ở châu Phi. Các nhà bảo tồn mong muốn có thể tăng số lượng tê giác trắng ở châu Phi bằng cách cố gắng mở rộng môi trường sống của chúng bao gồm bảo vệ các điểm sinh sản mới cho loài này. Triển lãm kỹ thuật số với chủ đề biển gương ở thành phố Rio de Janeiro của Brazil đang hút hồn du khách và cư dân địa phương. Mọi người được đắm chim trong vẻ đẹp của thiên nhiên và vũ trụ thông qua những tấm gương được sắp đặt khéo léo. Sử dụng công nghệ kỹ thuật số được chiếu trên màn hình toàn cảnh và gương. Triển lãm này bày tỏ lòng kính trọng đối với thiên nhiên bằng cách trưng bày những điều kỳ diệu của biển, chẳng hạn như cá, sứa, san hô, hình ảnh giải ngân hà, sông băng và hoàng hôn. Reuters tức thông báo của ban tổ chức cho biết, triển lãm có diện tích lắp đặt gương rộng 1.300m2 trong chính phòng đã mở cửa từ hôm 15 tháng 6 tại thủy cung lớn nhất Nam Mỹ, Aquario. Tại thành phố ven biển Tyre của Liban, thợ đóng thuyền Elias Babur bắt đầu ngày mới bằng cách bật máy phát điện riêng của xưởng để có thể chạy máy cắt gỗ. Người thợ lành nghề Babur và ba anh em được thừa kế nghề đóng thuyền từ cha và ông của họ. Gia đình đã lập xưởng ở khẳng Tyre vào năm 1905. Ông Babur nói, Việc sản xuất này ban đầu là của người Phoenicia và tất cả các mẫu cũ vào thời ông nội tôi đều gần giống với mẫu của người Phoenicia một nền văn minh cổ đại dọc vùng eo biển Liban. Người đàn ông 60 tuổi trầm ngâm nhớ lại những ngày công việc kinh doanh của họ bùng nổ. Giờ đây, nhà xưởng, nguồn thu nhập duy nhất của ông, đang gặp khó khăn nghiêm trọng giữa cuộc khủng hoảng tài chính của Liban. 15 năm trước, khi cha tôi vẫn còn khỏe và chúng tôi làm việc với ông ấy, cả gia đình từng sản xuất khoảng 6 chiếc thuyền mỗi năm. Giờ chúng tôi chỉ đóng được một chiếc cả năm, ông nói nhưng ông Babur vẫn chưa sẵn sàng từ bỏ điều mà ông tin là di sản của Tyre. Chúng tôi không muốn ngừng đóng thuyền, chúng tôi muốn sẽ tiếp tục, vì thật xấu hổ khi để nghề này thất truyền. Bên ngoài xưởng của ông Babur, người dân tập trung ở cảng, một số sửa chữa những chiếc thuyền cũ của họ, trong khi những người khác cố gắng sửa lưới đánh cá, thay vì thay thế chúng như trước đây. Ông Imad El Jojo, một cư dân hơn 40 năm đi biển, đồng sở hữu một chiếc thuyền với bạn của mình. Nói với Reuters, Rằng lưới đánh cá trước đây có giá 7 đô la Mỹ và hiện là 28 đô. Bây giờ chúng tôi chỉ kiếm đủ tiền để ăn và uống, nếu một thứ gì đó bị hỏng, chúng tôi chỉ biết khóc, ông chia sẻ. Giữa khu rừng cách 4 dặm từ thành phố thủ phủ Olympia của bang Washington Mỹ, có một chiếc điện thoại xoay cổ điển không được kết nối với một đường dây điện thoại nào, nhưng chiếc điện thoại này là nơi giải bày tâm sự của những ai mất đi người thân yêu. Ông Corey Rembeck đã đặt bút điện thoại của gió vào cuối năm 2022. Ông cho biết, một buổi sáng tôi thức dậy và đi xuống cầu thang, vợ tôi trông rất sốc. Cô ấy nói Chloe mất rồi. Cô bé 4 tuổi là con các bạn của chúng tôi. Cách đó 4 tuần, cháu và con gái tôi còn cùng nhau ca hát dưới tầng hầm mặc trang phục như Elsa và Anna trong phim Frozen. Ông Trembeck, một cựu quân nhân Hoa Kỳ cho biết bị sốc nặng và sau đó muốn tìm cách an ủi bạn mình, giúp họ trút bầu tâm sự. Đó là lý do chiếc điện thoại được lập nên giữa rừng, gắn vào một cây tuyết tùng cổ thụ. Giờ đây, gần 3 năm sau, gia đình bé Jolie vẫn thường đến bốc điện thoại. Mẹ của em, bà Erin Sylvester cho biết, đôi khi họ tổ chức tiệc pizza và mời bạn bè cùng tham gia. Tôi cần chiếc điện thoại, tôi cần một lối thoát, người mẹ nói. Cả gia đình Charlie sử dụng chiếc điện thoại để gửi lời tâm tình đến cô bé đã lìa xa. Người anh trai 12 tuổi Jaden cũng đã đến đây để nhớ lại những kỷ niệm đẹp đẽ ngày nào. Kể từ khi chiếc điện thoại được đặt giữa rừng Olympia, tin tức về nó đã truyền cảm hứng cho nhiều người khác trên khắp nước Mỹ. Ông Pembroke nói với Reuters, ước tính hiện có 51 điện thoại của gió trên khắp xứ sở cờ hoa. Ý tưởng về những chiếc điện thoại đặc biệt từ lâu đã xuất hiện ở tỉnh Iwate, Nhật Bản sau thảm họa kép động đất sóng thần năm 2011. Những ai mất đi người thân có thể tìm đến bốc điện thoại, nhờ gió gửi đi lời tạm biệt chưa kịp nói. Kính thưa quý vị, tin tức vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tin nóng ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị ở các chương trình sau.